Trong chuyến tập huấn lần này tại Nhật Bản, ngoài việc trực tiếp được hướng dẫn, luyện tập về ca hát và vũ đạo, các thành viên P336 còn được tham gia các sự kiện âm nhạc nổi tiếng tại xứ sở Hoa Anh Đào để có thể học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm từ thực tế. Khi mà vừa bước ra khỏi ga tàu thì bọn em đã gặp một hàng rất dài, mọi người đứng xếp hàng để chờ được vào xem concert đấy, thì thực sự bọn em cũng rất là bất ngờ vì cảnh tượng đấy bọn em chưa được nhìn thấy ở Việt Nam bao giờ. Rất là nể phục vì niềm yêu thích và đam mê âm nhạc của người Nhật. Một trong những sự kiện đó chính là Tokyo Girls Music Festival, lễ hội âm nhạc được tổ chức 2 lần một năm, bắt đầu từ tháng 8 năm 2005, cùng khuôn khổ với Tokyo Girls Collection, lễ hội thời trang lớn nhất để đưa văn hóa của những thiếu nữ Nhật ra thế giới. Với chủ đề Female Hero, tôn vinh hình ảnh những phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, tràn đầy hy vọng, ước mơ và năng lượng để thay đổi thế giới, Tokyo Girls Music Festival 2017 được tổ chức vào 26 tháng 3 tại sân vận động quốc gia Yoyogi đã thu hút hơn 13.000 khán giả đến thưởng thức bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời này. Trước đấy thì em háo hức một, nhưng mà khi nhìn tinh thần của những người xung quanh, của mọi người cũng đến xem concert thì dường như là em háo hức hơn gấp 10 lần. Cái chân của em kiểu như là mình mong là mình lên cái mình chạy đến cái sân khấu đấy để mà hát đấy. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến và hòa vào bầu không khí sôi động của một đại nhạc hội uy tín, các thực tập sinh P336 đã thắp lên trong mình ước mơ về một ngày kia được xuất hiện trên một sân khấu lớn trước hàng ngàn khán giả. Phải nói là một đêm nhạc thực sự là hoành tráng và các ca sĩ thực sự là rất giỏi. Em cũng rất là ngưỡng mộ các anh chị nghệ sĩ đang diễn trên sân khấu và em hy vọng là mình sẽ lấy cái cột mốc là cái sân khấu đó cùng với lượng khán giả như thế mà mình có thể làm tốt hơn nữa và tốt nữa. Và một trong những bước đầu tiên để thực hiện ước mơ đó, các thành viên cần quay lại luyện tập và chinh phục cơ hội bước lên sân khấu chính thức đầu tiên trên đất Nhật. Nhằm giúp cho các thành viên hai nhóm trở nên thân thiết hơn và để giải lao sau những giờ tập căng thẳng, các thành viên Tebura Kids đã trở thành những hướng dẫn viên đặc biệt đưa các thực tập sinh P336 thực hiện một chuyến tham quan xung quanh khu phố Harajuku, kinh đô mua sắm, địa điểm thể hiện cá tính riêng, nơi sản sinh ra phong cách thời trang độc đáo, nổi danh toàn thế giới đáng tự hào của giới trẻ Nhật Bản. Tại đây, các thành viên P336 đã có những trải nghiệm đầy thú vị, những kỷ niệm đẹp cùng Tebura Kids, những đứa trẻ của Harajuku. Và tất cả các thành viên hai nhóm đã sẵn sàng chờ đến ngày bước lên sân khấu của Aonisai Festival.